Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và mình xin tự giới thiệu, mình là một họa sĩ tự do và mình rất thích vẽ tranh và tô màu. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu những bức tranh thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh khi xem video của mình. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Đây rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Cái phần bánh này lên bảng. Đợi nhanh quá. Chim xa đó đi, từ giờ bà chặn đấy. Dạ, đừng bà tên. Đang nghe cái sâu của Lam kêu bà chặn nó có bị làm gì đâu. Rồi ra đây, rồi. Mới chúng ta khi kia luôn mà. Người ta đừng thấy. Trời. Ô, phải ngành hôm nay chủ nhật nó không nặng. Hả? Phải ngành chủ nhật không nặng. Chủ nhật đi hả? Mẹ đã kêu làm gì rồi. Anh đi móc. Rồi, dấu ấy nhìn chữa. Em vẫn đi chụp rồi.
Mẹ, nhà nó nương. Bọn này đi móc cái gì? Mời tôi mua sau nhé các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời và mình lại làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Bây tôi màu xanh các bạn.